Sư Tử là một trong những nữ đỉnh lưu lượng đình đám của showbiz, diễn xuất của cô nàng được đánh giá tốt trong dàn tiểu hoa 90, nhưng nhiều cảnh vẫn còn bị chê gượng gạo và lố. Tuy nhiên, màn tái xuất trong Trường Tương Tư đã giúp Dương Tử chứng minh thực lực bản thân và nhận được vô số lời khen ngợi của khán giả. Mới đây thì đạo diễn của bộ phim Trường Tương Tư đã lên tiếng khen diễn xuất của Dương Tử trong lần hợp tác này. Theo đó, vị đạo diễn này nhận xét nàng tiểu hoa có thiên phú diễn xuất, không những vậy cô nàng còn rất yêu diễn xuất. Ngay từ lần đầu cầm kịch bản trên tay, Dương Tử đã vô cùng nghiêm túc nghiên cứu nhân vật của mình. Bên cạnh đó, đạo diễn Trường Tương Tư còn cho biết việc chọn được nữ chính là một điểm mấu chốt quyết định thành công của phim. Trên thực tế, có không ít bộ phim vì chọn sai nữ chính mà phá hỏng tất cả. Điển hình có thể kể đến Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính vừa lên sóng mới đây. Sau khi Dương Tử được đạo diễn Trường Tương Tư khen ngợi có thiên phú diễn xuất, nhiều cư dân mạng cũng tỏ ý đồng tình. Không thể phủ nhận được rằng cô nàng đã đem đến cho công chúng một văn tiểu lục tiểu yêu như xé sách bước ra. Có thể nói đây là tác phẩm cổ trang cực đáng xem của Dương Tử cho năm 2023 này. Ngoài ra cũng có nhiều người cho rằng Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba nên học tập Dương Tử trau dồi diễn xuất nhiều hơn. Dù nói là có thiên phú nhưng chắc chắn nữ chính Trường Tương Tư cũng phải tập luyện rất nhiều để đạt được hiệu quả như ngày hôm nay. Trong khi đó thì Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba diễn xuất 3 năm vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí có xu hướng đi lùi. Mới đây thì trên mạng xã hội cũng bất ngờ xuất hiện những hình ảnh mới của Trương Lăng Hách trong bộ phim Tứ Hải Trọng Minh. Được biết đây là một dự án phim cổ trang tiên hiệp kể câu chuyện giữa cô nàng Nam Nhan do Cảnh Điềm đóng và Kê Dương Đế Quân Đạo Sinh Thiên do Trương Lăng Hách thủ vai. Sau khi xem tạo hình của Trương Lăng Hách, phản ứng của khán giả rất tích cực. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng nam diễn viên cực kỳ phù hợp với các vai cổ trang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy nhớ like và chia sẻ những cảm nghĩ của mình cũng như là có những đóng góp cho Top Sao Hoa ở phần comment bên dưới nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.